Xin chào tất cả các anh chị nhé. Chiều hôm nay cửa hàng tiếp tục xả ra một con đến từ bãi. Và con này thì được gọi một cái tên đó là chốt cài thị lực. Con này thì thường được dùng ở trên máy bay á. Và nguyên liệu chính để làm ra con này đó là từ nhôm carbon. Nguyên liệu này rất là bền và nhẹ. Và cách sử dụng của con này như sau. Khóa lại thì chúng ta sẽ bật dài. Khóa là dài. Mở chúng ta sẽ mở dài. Đó. Đó là đây là cách dùng thường dùng. Rất là tiện ích luôn. Khóa là dài. Mở là dài. Đó, rất là tiện. Và giá hiện tại đó là sổ sọc sàn đó là 250k bao ship. Hòn rất là nhẹ và gọn. Nhưng mà rất là bay, rất là nhẹ nhẹ. À, các anh chị thấy không? Đám lại mở. Đám mở. Đám mở. Rất là nhẹ tay. Nên anh chị nào có nhu cầu dùng cái chốt cài thị lực này thì có thể liên lạc với cửa hàng qua số điện thoại được ghi trên đoạn video này. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm xem và theo dõi.